Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Các bạn dùng đồ dùng học tập của mình để làm gì? Cô giáo sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số từ mới nhé. Write, write, viết, write. Đọc, đọc sách. Read, read. Bạn có một cái bút chì, bạn có thể làm gì? Bạn có thể viết bằng bút chì đấy. I've got a pencil. I can write. Bạn có một quyển sách và bạn có thể dùng nó để đọc. I've got a book. I can read. Chúng ta sẽ cùng ôn lại với mỗi đồ dùng học tập. Mình sẽ làm gì? I've got a crayon. I can draw. I've got a glue stick. I can glue. I've got some scissors. I can cut. I've got a pencil, I can write. And I've got a book, I can read. Các bạn hãy nói cho cô giáo biết các bạn dùng đồ dùng học tập của mình như thế nào nhé. Goodbye!